Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Sức Khỏe Tự Nhiên. Nội dung chương trình hôm nay bao gồm các phần chính sau đây. 1. 3 món ăn sáng từ mật ong khiến bệnh tật không còn đất sống. 2. Đàn ông làm 3 điều này, buổi sáng thận yếu máy cũng hồi sinh. Và 3. 4 loại rau phá hủy nội tạng, cho tiền cũng đừng cố ăn. Sau đây là nội dung đầu tiên. 3 món ăn sáng từ mật ong khiến bệnh tật không còn đất sống. Quý vị thân mến, mật ong nếu biết cách kết hợp với một số nguyên liệu khác, có thể mang lại công dụng bội phần cho sức khỏe con người. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tìm hiểu cách dùng mật ong mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Quý vị có thể áp dụng đưa vào thực đơn trong bữa ăn sáng của mình. 1. Mật ong trộn vừng. Hỗn hợp vừng và mật ong chứa các loại vitamin, khoáng chất, sắt, mangan, canxi, magie, đồng và các vitamin E, A và B. Hai nguyên liệu này khi trộn vào nhau là nguồn axit amin vô cùng dồi dào cho cơ thể. Công dụng đặc biệt nhất của nó là chữa loãng xương, bỏng da và mượt tóc. Vì thế, rất có lợi cho phụ nữ sau 30. Ngoài ra, người bị đau dạ dày không thể uống mật ong chanh, có thể đổi sang ăn mật ong vừng để dễ thải độc nội tạng vào mỗi buổi sáng. Cách làm rất đơn giản. Ta lấy một thìa mật ong trộn với một thìa vừng rang đen hoặc trắng đều được, ăn khi bụng đói. Sau đó đợi khoảng 5 đến 10 phút rồi ăn sáng. 2. Nghệ, chanh, mật ong. Nghệ là thảo mộc có đặc tính chống viêm xương và đẩy lùi các tế bào ung thư hiệu quả nhất. Loại củ này cũng là một trong những nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều bài thuốc dân gian. Đến tây y cũng công nhận tác dụng của nó, cụ thể là trong nghệ có chứa nhiều hợp chất curcumin, một loại hợp chất đặc biệt có hiệu quả trong việc phòng chống và điều trị viêm xương cho con người. Thường xuyên uống chanh nghệ, mật ong sẽ giúp cơ thể thải hết độc tố và phòng chống được nhiều căn bệnh nguy hiểm, rõ nhất là ung thư, tiểu đường, bệnh tim và bệnh khớp. Cách pha như sau. Cho một thìa bột nghệ hoặc nghệ tươi sắc nhỏ, một thìa mật ong và vài giọt nước cốt chanh vào một cốc nước ấm, khuấy đều và uống mỗi sáng. Uống xong ăn sáng luôn. 3. Nước dứa mật ong. Dứa là thực phẩm thải độc tốt số 1, rất giàu enzyme, chất xơ và vitamin C. Kết hợp với mật ong sẽ có hỗn hợp sổ độc thông ruột cực kỳ tốt. Với lượng chất xơ và hợp chất chống oxy hóa khổng lồ, loại nước này sẽ loại bỏ những kim loại nặng, không tốt cho cơ thể ra ngoài. Ngừa ung thư, chống viêm, nhuận tràng, làm sạch ruột, giảm sưng nướu và làm xương chắc khỏe. Nghe thần thánh, nhưng món nước này làm khá đơn giản. Nếu có thời gian thì bạn ép nửa quả dứa lấy nước, không thì cắt lát ngâm với nước ấm. Khi uống, cho thêm một thìa mật ong. Món này có tích chua nên buộc phải uống sau khi ăn sáng. Riêng người đau dạ dày thì không nên dùng, hoặc giảm lượng dứa xuống còn 1/4 quả. Ngoài ra, công thức trên quý vị cũng có thể sử dụng một loại thảo mộc khác là củ sả kết hợp với mật ong. Chỉ cần một củ sả đun lên uống mỗi buổi sáng, vừa có thể thải độc gan, vừa dưỡng da, giảm cân thần tốc. Cách làm như sau. Đun sôi 2 cốc nước, sau đó bỏ thêm 2 nhúm sả khô hoặc một củ sả tươi đập dập. Thêm 1/2 củ gừng giã nát, một miếng quế nhỏ vào đun sôi vài phút. Sau đó lọc lấy nước. Để nước nguội bớt thì thêm chanh và mật ong vào khuấy đều là có thể uống mỗi ngày. Nên dùng 1 ly sau bữa sáng, duy trì đều đặn sẽ thấy cơ thể khoan khoái, bụng dạ nhẹ nhàng, da dẻ đẹp lên trông thấy. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. Đàn ông làm 3 điều này, buổi sáng thận yếu máy cũng hồi sinh. 1. Xoa tay. Đối với nam giới, sau khi thức dậy, không nên vội vàng ngồi bật dậy luôn,
hãy dành thời gian xoa tay từ 3 đến 5 phút ở trên giường. Theo đông y, thận có mối liên kết đến rái tai, nên hành động xoa tay sẽ giúp thận khỏe mạnh, làm việc tốt hơn. Việc xoa tay nhẹ nhàng vào buổi sáng cũng có thể kích thích vùng phản xạ trên tai, từ đó giúp thúc đẩy quá trình thải độc và rác trong thận. Nhưng chúng ta phải đặc biệt lưu ý, không được dùng lực quá mạnh, tránh kéo tai quá căng sẽ ảnh hưởng đến vùng này. Nên xoa tai theo chiều từ dưới lên, vừa xoa vừa day chứ không kéo. Thực hiện mỗi bên tai 50 lần. 2. Ngồi xổm dựa tường. Khi bước xuống giường, nam giới có thể dành vài phút áp lưng vào tường để thực hiện động tác squat. Động tác này tuy trông rất đơn giản nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bổ thận. Bạn có thể chọn một bức tường phẳng, cố gắng ngồi xuống sâu. Khi ngồi, hãy giữ lòng bàn chân và gót chân cách mặt đất, bám trụ lưng vào tường. Đối với một số người có chức năng thận yếu, việc ngồi xổm dễ gây mỏi, làm trọng tâm đổ nghiêng về phía sau. Ngược lại, nếu bạn có thể kiên trì giữ lâu thì thận sẽ khỏe mạnh và sung sức hơn. Mỗi ngày nên tăng thời gian ngồi, đến khi có thể ngồi liên tục 5 phút thì chứng tỏ thận đã rất khỏe. 3. Kiễn chân. Sau khi ngồi xổm dựa tường, nam giới có thể tập kiễn chân giúp hoàn thành buổi tập thể dục buổi sáng cho thận. Việc làm này tác động vào các huyệt đạo ở mũi và gót chân, kết nối trực tiếp với thận, giúp bơm máu cho thận và làm thận sung mãn hơn. Khi đi kiễn chân, hãy nhớ giữ thẳng lưng và đi bằng mũi chân trước. Hãy kiễn chân khoảng 100 bước mỗi ngày, thận sẽ sạch và khỏe lên trông thấy. Xin chuyển sang nội dung cuối cùng. 3 loại rau phá hủy nội tạng, cho tiền cũng đừng cố ăn. Quý vị thân mến, trong chế độ dinh dưỡng, rau xanh là một thành phần không thể thiếu. Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối không nên ăn bừa những loại rau sau, tránh gây tổn hại cho cơ quan, nội tạng và sức khỏe về lâu dài. Thứ nhất, rau gần nhà máy. Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, chúng ta còn chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp nặng. Dù đã có những biện pháp tăng cường kiểm soát đối với ngành này, nhưng hoạt động của nền kinh tế quốc dân không thể tách rời các nhà máy. Các nhà máy phục vụ cho hoạt động công nghệ nặng chiếm nhiều diện tích đất và thường nằm ở các làng quê hay vùng đất ngoại thành. Nhiều người dân đã trồng rau trên bãi đất trống gần nhà máy vì họ cho rằng rau được trồng ở những nơi này sẽ phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, hoạt động tưới tiêu cho rau màu sẽ được lấy ở nguồn nước gần đó, thường là nước thải của các nhà máy và nguy cơ ô nhiễm rất cao. Rau trồng trong môi trường này lâu ngày sẽ chứa một số chất độc hại không tốt cho sức khỏe, vì có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày của người ăn. Thứ hai, rau rừng. Ngày nay nhiều người thường tìm đến các loại rau rừng, rau mọc dại tự nhiên, vì số đông quan niệm chúng không chứa các loại hóa chất hay thuốc trừ sâu như các loại rau trồng ở đồng bằng. Bên cạnh đó, rau rừng còn là một loại đặc sản được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, không phải loại rau rừng nào cũng có thể tự tin ăn được. Chúng ta chỉ nên ăn các loại rau an toàn khi biết rõ về chúng và đã được nhiều người sử dụng. Một số loại rau rừng dù có hình dáng đơn giản bắt mắt nhưng chưa được tìm hiểu kỹ thì không nên ăn, do môi trường trồng trọt cần chu kỳ sinh trưởng dài hơn, nên rau rừng thường có hương vị đậm đà hơn rau người dân trồng. Tuy nhiên, nó đồng thời cũng có thể chứa độc tính nhẹ. Thực vật trong tự nhiên nói chung tiết ra các chất độc hại để chống lại sự xâm nhập của sâu bệnh. Rau trồng nhân tạo có thể kiểm soát sâu bệnh thông qua quản lý trồng trọt. Còn rau rừng mọc ngoài tự nhiên có thể sinh ra một số chất độc để chống lại sự xâm nhập của các vật ngoại lai. Trong quá trình sinh trưởng nhằm thích nghi với môi trường khắc nghiệt, ví dụ khi các loại rau như cần tây, củ cải bị mầm bệnh tấn công sẽ sản sinh ra một lượng chất gọi là Purano Coumarin. Nó là một chất rất nhạy cảm với ánh sáng. Và cơ thể con người sẽ trở nên nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Khi tiếp xúc hoặc ăn quá nhiều dễ gây viêm da, và thậm chí
làm tăng nguy cơ ung thư da. Hơn nữa, các loại rau rừng, rau dại có thể hấp thụ chất độc hại như kim loại nặng trong nước và đất bị ô nhiễm. Điều này làm cho hàm lượng các chất độc hại trong rau dại nhiều hơn. Thứ ba, rau bị phun thuốc bảo quản. Khi chọn mua một số loại rau lá xanh, nhiều người sẽ chọn những loại rau củ có màu xanh non hay xanh lục nhìn bắt mắt. Tuy nhiên, chúng ta cần hết sức cảnh giác vì những loại rau này có thể đã bị phun một số chất bảo quản. Những chất bảo quản này có chứa các thành phần hóa học như đồng sulfat. Khi ăn chất này vào cơ thể, sẽ gây ra bào mòn niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào dạ dày, gây ra cảm giác khó chịu như buồn nôn. Sử dụng lâu ngày còn khiến cơ thể mắc các chứng bệnh ung thư nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, có câu, ăn cái gì cũng không quan trọng bằng ăn như thế nào. Thực phẩm dù bổ đến đâu cũng phải có sự chừng mực và hợp lý. Hy vọng sau chương trình hôm nay, quý vị sẽ có thêm kiến thức để lựa chọn thực phẩm cho bữa cơm gia đình, cung cấp lượng dinh dưỡng hợp lý cho thể trạng của mình. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên cùng nhiều thông tin bổ ích khác.